Truyền hình Thanh niên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tại khu công nghiệp Quế Võ, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam tổ chức ngày hội Thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực khu vực Trung du Bắc Bộ và miền núi phía Bắc năm 2023 với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể hướng về thanh niên công nhân. Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Ban dân vận Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam cùng đại diện tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh khu vực Trung du Bắc Bộ và miền núi phía Bắc. Tiếp nối thành công của ngày hội tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, khu vực đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực khu vực Trung du Bắc Bộ và miền núi phía Bắc năm 2023 nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, tạo môi trường giao lưu, cổ vũ tinh thần, giúp thanh niên công nhân nâng cao hiệu suất công việc, góp phần phát triển doanh nghiệp, địa phương và đất nước. Nghiên cứu đề xuất các chính sách, nội dung hoạt động cần thiết cho thanh niên nói chung và thanh niên các khu công nghiệp, khu chế xuất nói riêng. Thông qua đó, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tại ngày hội, các y bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 2.500 thanh niên công nhân và bà con nhân dân tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một trong những việc làm thiết thực giúp cho bà con nhân dân và thanh niên công nhân trên địa bàn có thêm điều kiện tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám sàng lọc các bệnh mãn tính, tư vấn về kiến thức chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho người dân. Hôm nay đến đây khám bệnh thì em được khám các hạng mục là xét nghiệm máu này, khám tổng quát, siêu âm mổ bụng và có chụp X quang nữa. Những buổi khám chữa bệnh như này rất là ý nghĩa và có thể giúp sàng lọc bệnh tật cho chúng em. Và ngoài ra thì tổ chức thêm những cái buổi miễn phí như thế này thì người dân và cũng như công nhân viên chúng em rất là háo hức và cảm ơn ban tổ chức ạ. Đây là lần đầu tiên mình được tham gia cái cuộc khám chữa bệnh miễn phí cho công nhân cũng như là các đoàn viên trong huyện. Nên mình cảm thấy là cái cuộc khám chữa bệnh này nó rất là cần thiết đối với công nhân cũng như là tất cả mọi người. Mình cũng mong là những cái cuộc khám chữa bệnh này nó được tổ chức thường xuyên hơn để đối với công nhân cũng như là bà con ở trong khu vực tỉnh Bắc Ninh mình được tham gia khám chữa bệnh để có thể được cấp phát thuốc miễn phí cũng như là chăm sóc sức khỏe một cách thường xuyên hơn. Ban tổ chức cũng triển khai hơn 20 gian hàng bán giảm giá các sản phẩm thiết yếu cho đời sống thanh niên công nhân, đồng thời phát phiếu miễn phí một số sản phẩm dành tặng cho thanh niên công nhân. Đại diện Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, tỉnh Đoàn Bắc Ninh và công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam cũng tổ chức đi thăm các nhà trọ dành cho công nhân trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, tìm hiểu về điều kiện sinh hoạt của công nhân, nghe các chủ nhà trọ chia sẻ những khó khăn do ảnh hưởng của việc giảm đơn hàng tại các doanh nghiệp của các khu công nghiệp trên địa bàn. Đại diện đoàn công tác đã động viên các chủ nhà trọ cũng như thanh niên công nhân chia sẻ cùng nhau vượt qua khó khăn, ổn định sinh hoạt để tập trung kinh doanh, lao động, sản xuất, đồng thời tặng quà cho các bạn thanh niên công nhân cũng như chủ nhà trọ tại nơi đây. Đêm nhạc thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực là một trong những nội dung thu hút được đông đảo thanh niên công nhân và nhân dân trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh với sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn và giao lưu cùng với khán giả. Đêm nhạc đồng thời là các hoạt động liên hoan văn nghệ cho thanh niên công nhân đạt giải trong cuộc thi tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân. Nhằm thực hiện cái định hướng là tiếp năng lượng mực sức sống của tập đoàn TCP thì công ty TCP Việt Nam đã được vinh dự đồng hành cùng với Trung hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi chương trình là Ngày hội Thanh niên Việt Nam lan tỏa năng lượng tích cực. Thì tới ngày hôm nay thì chúng tôi đã thực hiện được là kể cả các hôm nay là chúng tôi đã thực hiện được 3 chương trình. Thì hai chương trình trước đó là ở Quảng Nam và ở Hà Nội, thì ở Quảng Nam là một chương trình đầy đủ với tất cả các hạng mục như là khám sức khỏe và phát thuốc miễn phí, rồi tổ chức cái giải bóng đá thanh niên công nhân Cúp Red Bull, rồi tổ chức các hoạt động là giải trí và đặc biệt là có gian hàng là bán giảm giá cho thanh niên công nhân Việt Nam. Thì thông qua hai lần như thế thì tới lần này thì chúng tôi cũng rút được rất nhiều kinh nghiệm, chúng tôi phối hợp là chặt chẽ hơn với Trung ương hội, đặc biệt trong cái việc là lựa chọn những cái gian hàng, những cái đơn vị có thể cung cấp được những cái sản phẩm thiết yếu cho thanh niên công nhân, hy vọng là đem lại được nhiều lợi ích hơn cho thanh niên công nhân khi tham gia chương trình này. Trong khuôn khổ ngày hội đã diễn ra giải bóng đá thanh niên công nhân khu vực Trung du Bắc Bộ và miền núi phía Bắc. Đây là hoạt động
nằm trong chuỗi hoạt động Ngày Hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn TCP Việt Nam tổ chức. Giải bóng đá Nam Thanh niên Công nhân CUP Red Bull năm 2023 được tổ chức dành cho nam thanh niên công nhân trong độ tuổi từ 16 đến 40 là cán bộ công nhân viên của công ty mà đội bóng đó đại diện tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại các tỉnh thành thuộc 6 khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, khu vực miền Đông Nam Bộ, khu vực Đồng bằng Sông Hậu, khu vực Đồng bằng Sông Tiền, khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ. 6 đội bóng vô địch tại các khu vực và 2 đội nhì có thành tích xuất sắc nhất sẽ tham gia vòng chung kết toàn quốc giải bóng đá thanh niên công nhân CUP Red Bull năm 2023 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.